để có ngày đại lễ long trọng hân hoan vui mừng hôm nay. 300 năm trước chắc chắn đã phải có ít là một người nào đó đã đến đây và đã mạnh dạn, đã can đảm, đã nói cho chúng ta biết về một cái tin gọi là tin vui mừng. Và những người tổ tiên của chúng ta khi nghe tin mừng đó thì lạ lùng không hiểu từ đâu và nguyên nhân lý do nào mà tổ tiên của chúng ta đã vui vẻ đón nhận và tin vào cái tin mừng đó, rồi đem cái tin mừng đó ra để sống, để thực hành. Và đặc biệt trải qua nhiều gian nan thử thách khó khăn, tù tội đe dọa đánh đập chết chóc, mà tổ tiên của chúng ta vẫn cứ trung thành, tin tưởng, đeo đuổi cái tin mừng đó cho tới chết. Hôm nay chúng ta vui vẻ về lại đây mừng một cách long trọng có ý nghĩa gì? Chắc chắn chúng ta không thể không thắc mắc và đặt câu hỏi để tự suy gẫm. Tin mừng đó là tin mừng gì? Và tin mừng đó có thật không? Và có đáng mừng không? Ai là chủ nhân của cái tin mừng đó? Cái người chủ thể hiện cái tin mừng đó là ai? Vì ngày hôm nay sở dĩ chúng ta quy tụ về đây vì chúng ta cũng đang ít nhiều mang theo và đón nhận cái tin mừng đó. Và nếu chúng ta không đặt đời sống mình trên cái nền tảng tin mừng 300 năm trước đó, chắc chắn chứ không ai trong chúng ta về đây hôm nay vì không có ý nghĩa gì. Bởi thế, vài phút chúng ta dừng lại ôn cố tri tân để tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên 300 năm về trước. Chúng ta được mời gọi hãy suy gẫm xem 300 năm còn lại sau này chúng ta có làm được gì theo gương của tổ tiên của chúng ta hay không. Đây vừa là một thách đố, vừa là một nhu cầu quan trọng cần thiết cho chúng ta, thế hệ con cái cháu chắt của tổ tiên chúng ta, về văn hóa, văn minh, khoa học 300 năm sau và 300 năm trước hoàn toàn khác nhau. Và cách riêng ngày hôm nay hỏi thật, có bao nhiêu người trong chúng ta còn tin tưởng, còn gắn bó, còn đam mê, còn si mê và còn sẵn sàng chết để bảo vệ, để trung thành cho cái tin mừng đó? Câu hỏi, và chắc chắn phải có câu trả lời, trở thành một cái sâu xa mà phải cô đọng lại trong vài phút chắc chắn vô cùng khó khăn. Dù sao chúng ta cũng phải xác tín và tin nhận một số điều quan trọng. Trước hết, để nghe được tin mừng phải có người nói. Người đó là ai? Họ không tự động nói nếu họ không là người xác tín cái tin vui mừng. Bởi vì để nói được cái tin mừng đó cho những người bắt bớ mình, cho những người chống đối mình, cho những người thù nghịch mình và những cái người chế nhạo cái tin mừng đó, quả là khó khăn. Nếu cái đương sự, cái người nói đó không được thúc đẩy, không được xác tín, và nhất là không đem cái tin mừng đó ra sống trước, thì không ai dại dột gì đi loan báo cái tin mừng đó để rước lấy cái tù tội, cái chết chóc. Đặc biệt, gần 500 năm về trước, chưa có một người Việt Nam nào trong chúng ta được nghe, được biết về cái tin mừng này.
Nếu không có những cái vị thừa sai, những cái nhà truyền giáo phương Tây ở các nước khác, họ bỏ quê hương, bỏ gia đình, bỏ xứ sở để tới cái miền đất xa lạ của chúng ta, và rồi mới nói cho chúng ta và loan báo chúng ta được nghe, được biết cái tin mừng này. Rồi cái nội dung của tin mừng, nói về tin mừng, cái chủ nhân của tin mừng đó là ai? Có thể ngày hôm nay khi đặt lại những câu hỏi này, rất nhiều người Công giáo chúng ta không có sẵn câu trả lời, và trả lời một cách mù mờ hay là cho nó qua, chứ không có được một câu trả lời xác tín, hiểu biết như tổ tiên của chúng ta xưa. Vậy vắn tắt đi vào trong câu trả lời mà đoạn tin mừng vừa rồi nhắc lại cho chúng ta, cũng như ý nghĩa mừng 300 năm đón nhận tin mừng, giúp đỡ cho chúng ta câu trả lời của các tiền nhân. Tổ tiên của chúng ta 300 năm về trước không được hiểu biết như chúng ta, không được cái điều kiện đầy đủ giáo lý sách vở cũng như thờ phượng như chúng ta. Mọi cái đều xa lạ, đều mù mờ, nhưng lạ lùng. Và do ai, nhờ ai mà các ngài lại dễ dàng đón nhận tin mừng và sống tin mừng một cách quả cảm cho tới chết hy sinh như thế. Và cái tin mừng đó có thật sự mừng hay không? Có đáng mừng hay không? Và cái gì mừng nơi cái tin mừng đó? Thì đoạn tin mừng hôm nay cũng như đức tin ngày hôm nay trả lời cho chúng ta, đó là tin mừng của một cái đứng, một cái vị có tên là Giê-xu Nazareth. Ngài là người được Cha trên trời, được đứng tạo hóa, được đứng tối cao sai xuống cho nhân loại. Và Đức Giê-xu đó là trái tim đầy yêu thương của Cha trên trời trao ban cho nhân loại. Và chỉ cần ai nghe, ai biết, tức là đón nhận cái trái tim yêu thương của Cha trên trời đó, thì được hưởng ơn cứu độ. Đức Giê-xu đã bị chất vấn, ông là ai? Ông đến đây để làm gì? Đức Giê-xu đã trả lời qua tin mừng hôm nay: tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đứng đã sai tôi, là Cha tôi. Và người ta hỏi tiếp: vậy đứng đã sai, ý đứng đã sai Ngài là gì? Và Ngài đã trả lời: ý Cha tôi đứng đã sai tôi là không muốn để cho bất kỳ một ai trên thế gian này phải bị hư mất, và tôi sẽ cho mọi người được sống lại. Cái điều kiện để mọi người khỏi hư mất và được sống đời đời đó là mọi người được nhận biết danh Giê-xu. Và chỉ cần nghe danh Giê-xu, mọi người sẽ được sự cứu rỗi, được sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, có thể và chắc chắn phần nào đó 300 năm về trước, các cái vị thừa sai, các cái vị loan báo tin mừng, các cái vị truyền đạo 300 năm về trước cũng có thể lặp đi lặp lại cái điều chúng ta vừa nghe và nói cho tổ tiên 300 năm trước của chúng ta. Có một đấng có tên là Giê-xu Nazareth, đấng đó đã tự chứng minh và xưng mình là con của Chúa Trời, và Ngài đứng từ trời xuống không phải để oán ghét, để tru diệt nhân loại, mà để yêu thương, để cứu rỗi, để đền bù, để tha tội cho mọi người. Thế nhưng thay vì tin mừng và đón nhận đứng đó, thì người ta lại ghét đứng đó, ghét cay, ghét đắng tới cái mức độ giết chết cái đứng đó trên thập giá.
Nhưng đứng đó đã không làm gì để chống lại. Ngược lại, đứng đó đã khiêm tốn âm thầm chấp nhận cái chết để thể hiện, để hoàn thành cái ý định Cha trên trời, để mọi người được cứu độ, được cứu rỗi nhờ danh Giê-xu. Đó là vắn tắt của tin mừng Đức Giê-xu mà tổ tiên của chúng ta đã đón nhận 300 năm trước. Ngày hôm nay, kính thưa cộng đoàn anh chị em, mừng 300 năm phát triển cơ sở của hội của Chúa Giê-xu càng ngày càng phát triển tốt đẹp. Nhưng cái chất lượng và cái số lượng người tin Chúa Giê-xu hỏi được bao nhiêu? Và chúng ta có thấy cần thiết, có được thúc đẩy bởi làm cái gì đó cho dân Giê-xu nữa hay không? Chúng ta đang ở trong cái thời đại của giáo hội toàn cầu. Qua Đức Thánh Cha Phanxicô, Ngài đã mở ra cả tháng 10 này là tháng truyền giáo đặc biệt để khởi sự một cái sức sống của giáo hội từ bản chất, từ đời đời giáo hội đã và đang sống cái sứ mạng loan báo tin mừng này. Và Ngài đã dành riêng cả tháng 10 này để tôn vinh, để kính Đức Mẹ và cùng Đức Mẹ đồng hành dấn thân truyền giáo. Chúng ta cũng đang ở trong những tháng ngày có Thượng Hội đồng Amazon và các nghị phụ của giáo hội cái riêng miền Mỹ Latin Phi Châu đang đẩy mạnh cái phong trào loan báo tin mừng. Và vì thiếu nhân sự, thiếu người dẫn thân, cho nên hội thượng hội đồng đang mở rộng ra làm thế nào để có nhiều người dẫn thân hơn vào việc loan báo tin mừng, và đề nghị cho phép cả những người đã lập gia đình, nhất là những người thích hợp xứng đáng cũng lãnh chức linh mục để tiếp nối công việc loan báo tin mừng. Và người ta còn đề nghị một cách mạnh mẽ hơn nữa, cả những phụ nữ cũng có thể và dấn thân vào trong sứ vụ tin mừng khi được truyền chức phó tế hay linh mục. Điều đó đang đặt lên thành một vấn đề cách riêng cho chúng ta, cho giáo hội Công giáo ngày hôm nay. Có thật sự là thiếu linh mục, thiếu tu sĩ tới mức độ phải nhờ tới, hay là trao cái năng quyền của ơn linh mục cho mọi thành phần dân Chúa, cho giáo dân hay không? Cho chúng ta một suy gẫm và một trả lời. Nếu chúng ta cứ tiếp tục cái tinh thần, nghĩa là thiếu quan tâm tới việc loan báo tin mừng, là cái, đây là cái bản chất, cái sự sống của hội của Chúa Giê-xu, gọi là hội thánh Chúa Giê-xu. Vì Chúa Giê-xu lập ra cái mục đích, lập ra cái hội Giê-xu, mục đích chính yếu trước hết và trên hết là để tiếp nối loan báo cái danh Giê-xu, để cho ai ai cũng được nghe. Và chỉ cần nghe biết danh Giê-xu thì danh Giê-xu đó đủ khả năng để cứu rỗi mọi người và cho mọi người hưởng hạnh phúc đời đời với Cha trên trời. Vì thế bản chất của Hội Thánh và mục đích của Hội Thánh trước hết và trên hết là loan báo tin mừng Chúa Giê-xu. Thì việc này cho tới ngày hôm nay, qua cái trách nhiệm lãnh đạo của Đức Thánh Cha Phanxicô, Ngài đã khẳng định chúng ta phải khởi sự lại cái bản chất, cái đời sống của Hội Thánh thì mới có cái sức hấp dẫn, thu hút và đem lại nhiều cái lợi ích cho mọi người. Nếu chúng ta khựng lại, không ai trong chúng ta quan tâm tới việc loan báo tin mừng nữa, thì sớm muộn giáo hội sẽ bị tê liệt và không còn người để đón nhận tin mừng, vì thiếu cái người nhiệt huyết hăng say loan báo tin mừng. Đây cũng là cái tâm huyết của Chúa Giê-xu trước khi về trời. Ngài ra lệnh
Và đây là lệnh chứ không phải là lời mời gọi. Ngài ra lệnh cho hội thánh của Ngài: hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng Giêsu cho mọi người, để ai ai cũng được nghe và được sự sống đời đời. Đây chính là bản chất sự sống của hội thánh Công giáo chúng ta, cũng là sự sống của đức tin, của thờ phượng của chúng ta. Nếu chúng ta loại trừ hay là không còn tha thiết quan tâm gì tới cái việc loan báo dân Giêsu, thì chúng ta có cái nguy cơ làm cho đức tin sẽ chết dần chết mòn nơi chúng ta và nơi cả giáo hội. Đức Thánh Cha là người đã được Chúa Thánh Thần tác động và đang muốn dấy lên một cái phong trào, một cái tinh thần mới. Thì hôm nay mừng đại lễ 300 năm đón nhận tin mừng của bà con giáo dân trong giáo xứ Lương Điền đây, tôi cũng xin được lập lại và tha thiết kêu gọi theo lệnh truyền của Đức Thánh Cha Francisco, mời gọi toàn thể giáo phận chúng ta hãy nghĩ lại, phải xem lại, và đặc biệt các cái thần viên nòng cốt của giáo hội là giám mục, linh mục, tu sĩ, các hội đạo đức trong giáo phận. Trước con số 3.600.000 người của hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, Hưng Yên khoảng 1.600.000 và Thái Bình khoảng 1.800.000, tổng cộng khoảng 3.600.000 người, chỉ có 130.000 người là biết nghe được dân Giêsu. Chưa nói tới trong số 130.000 người đó có xác tín và có sống cái tin mừng Giêsu hay không lại là một chuyện khác. Còn nguyên cái việc được nghe hay là không thì con số còn quá ít. Nguyên một trong những nguyên nhân lý do mà chúng ta khi ngẫm lại chúng ta thấy thua kém các tiền nhân của chúng ta là các ngài đã đi, đã can đảm, đã mạnh mẽ, dám nói về Giêsu cho những người khác, người chung quanh. Còn chúng ta, rất ít người trong chúng ta dám đi, dám đến, dám nói cho những người chưa biết dân Giêsu. Hoặc vì chúng ta mặc cảm, hoặc vì chúng ta còn sợ, hoặc vì chúng ta thiếu cái nhiệt huyết, thiếu cái lửa hăng say, hoặc là vì giáo lý, niềm tin của chúng ta còn yếu kém, hoặc là vì chúng ta chưa xác tín, chưa đam mê, chưa sống cái tin mừng này. Cho nên chúng ta xấu hổ, chúng ta ngại, chúng ta không dám nói cho người khác. Trong khi từ bản chất, tin mừng này là quà tặng của Cha trên trời trao cho cả nhân loại. Đức Giêsu là quà tặng của Cha trên trời ban xuống trao cho cả nhân loại. Và cả nhân loại này ai ai cũng được quyền nhận cái quà tặng Giêsu, chứ không phải dành riêng cho một số ít người Công giáo mà thôi. Vì thế nhiệm vụ của hết mọi người chúng ta, và qua cái tông thư mới nhất của Đức Thánh Cha về tháng 10 truyền giáo này, thì Ngài đã khẳng định không phải chỉ giám mục, linh mục, tu sĩ mới có cái nhiệm vụ loan báo tin mừng, mà tất cả những ai đã nhận cái quà tặng Giêsu qua bí tích rửa tội thì đều có cái nhiệm vụ phải loan báo cái quà tặng đó tới cho mọi người. Như vậy tất cả mọi Kitô hữu nữa, chứ không phải chỉ có cái thành phần ưu tiên giám mục, linh mục và tu sĩ. Vì thế hôm nay kính thưa cộng đoàn anh chị em, để kết thúc cái bài suy niệm và mừng lễ 300 năm này, chúng ta sẽ dừng lại và cũng sẽ qua đi bình thường như bao nhiêu lễ long trọng khác, nếu chúng ta không lấy ra một cái quyết tâm để cái ngày lễ hôm nay đem lại cho chúng ta một cái khởi sự mới, một cái nhiệt huyết hăng say mới. Chớ gì mỗi người trong chúng ta hôm nay bắt chước và trở thành như 300 năm trước đây của tổ tiên chúng ta. Ai ai cũng phải là một nhà truyền giáo,
ai ai cũng phải trở thành người loan báo tin mừng. Và trước khi loan báo tin vui tin mừng này cho những người lương dân chúng quân, chúng ta thấy cần thiết phải loan báo tin vui tin mừng và sống tin vui tin mừng này ngay chính trong cuộc đời của chúng ta. Vì nhiều khi chúng ta chưa sống, chưa thực hành, và sau đó chúng ta phải tin và sống tin vui này ngay trong gia đình của mình, rồi mới có cái sự phát triển, cái khởi sắc và cái hương thơm phát triển ra cho những người chung quanh. Và khi đó chúng ta mới có cái sức mạnh và mới có cái hoa trái, mới nói về cái hiệu quả, cái tốt đẹp của tin mừng Giê-xu cho những người hàng xóm, cho những người chung quanh. Chúng ta nguyện xin Chúa, nhất là Đức Mẹ Maria, bốn mạng của bà con giáo dân giáo xứ Lương Điền, cầu bầu cho giáo hội, cho Đức Thánh Cha, cho giáo hội toàn cầu, kết duyên cho giáo phận chúng ta và giáo xứ Lương Điền chúng ta kỷ niệm ngày đại lễ hôm nay bằng cách chúng ta nhiệt huyết hăng say cầu nguyện và dấn thân cho công việc truyền giáo. Amen.